Chào anh em Chúc anh em xem video vui vẻ nhá Hôm nay với uh, số vốn uh, 71k mình sẽ vào và uh, chơi cũng như kiếm tiền trên con game mình anh em Hy vọng hôm nay uh, Baccarat sẽ đem lại uh, may mắn cho mình nhé Để xem hôm nay với uh, 71k mình sẽ chốt lái like được uh, bao nhiêu nhá anh em Hy vọng hôm nay uh, sẽ may mắn anh em Đù mới vào đợt vua 8 kìa ngọt ngào thế nhỉ quá dễ anh em ơi mình thấy con ka uh, win game bài uh, đội thượng nạp thường quá uy tín anh em anh em nào mà chưa tải game thì linh tài với linh nhận cốt miễn phí mình ghi ở bên dưới phần uh, mô tả với phần bình luận anh em cầu vì ba ba ga đi vào ba bốn xem sao đớp không ơ à lại vua nước kia mà nó tám mà còn bị hòa kìa Còn bá nữa nhỉ Tám mà còn hòa thì thấy Quá đen này ạ. Hòa thì mình vẫn uh, nhạc con tiếp nhá Vẫn tiếp uh, nhạc con anh em ạ Xem nó có về cầu 134 uh, hay không này Đù Rồi 7 là có tiền này không phải nói nhiều bài là có tiền nói tám hòa mới cay chứ còn này bài làm sao nó hòa được nữa anh em ok chưa bắt cầu rực rỡ chưa anh em mình thấy vào cà quyền kiếm tiền không hề khó anh em ạ. vào đây mà non ngày vài trăm một củ là quá bình thường đớp này Đấy lại vua nữa kìa còn bảy tám với chín không anh em ạ dễ thế nhỉ hay đúng vào à baccarat này kiếm tiền cũng dễ anh em ạ cầu về rất đẹp nhá tiếp nhà cái này một ba bốn này thì về nhà cái chứ còn về nhà nào nữa nhá sáu là đủ ăn này không phải nói nhiều sáu là giữ sức ăn nó luôn chứ còn gì nữa. Ngọt chưa? Mới vào quất bốn uh, tay thong. Một tay hỏa bốn tay thong. chắc mình phải uh, rá vào lại thôi anh em ơi. Không nên uh, chơi một bản quá lâu. Mà vào bản mới chơi cho nó rực rỡ anh em. Đù. Vẫn vua tám kìa. Lúc nãy bản mới mới vào cũng uh, vua tám uh, nhà con này. Bây giờ cũng vua tám nhà con luôn này một cái quả này thì nhà con chứ còn gì nữa phải tính toán làm gì cái này không phải tính toán làm gì cho nó mệt cả cứ chơi bệt nhà con mà đớp thôi bọn này mà không chơi nhà con là quá sai lầm luôn đấy chín kìa tính hết cả rồi làm sao trật được mấy quả này nhé ngọt chưa bát cầu như thế đã rực rỡ chưa nhà con tiếp này đi thêm quà nhà con nữa này nha Đấy, mình thấy con ca win từ đầu năm tới giờ tuần nào cũng có sự kiện khủng gài nha ạ quá đá nha tổng giải thường tuần nào cũng lên tới hàng tỷ đồng nhá nhé lại bảy nữa kìa cứ bảy tám chín là có tiền rồi có phải bản cái gì đâu thêm hai cù nữa kìa một quả này thì bè rồi Quả này thì nó bè nhà cái là cái chắc rồi Quả này anh em không nên đánh nhà con nữa nha Này bè nhà cái mà đớp thôi Cầu về như thế này cơ mà Mình chơi tất tay mình đớp chứ Mấy quả này mình rất tự tin anh em Quả nào mà tự tin thì cứ chơi tất tay mà đớp thôi Đấy bảy cho phải là lớn anh em Tại đoàn này nó bè mà Mình biết Baccarat mấy vụ này nó hay bè khu vực này lắm này Uy tín chưa? À, có thong từ đầu tới cuối luôn này ạ Rực rỡ thế nhỉ À, lại đi cầu 1 một, một tiếp này Quả này không tự tin thì mình chơi nhẹ nhàng thôi anh em Không dám chơi tất tay đâu mà nó kìa Máy mất hai cụ từ cái thế nhỉ Quả nào mà tự tin thì mới dám chơi tất tay anh em còn không tự tin thì mình chỉ chơi nhẹ nhàng thôi Không dám chơi lớn đâu Quả này thì nhà cái tiếp này Đi quả nhà cái nữa anh em Chào anh em Chúc anh em mà xem video vui vẻ nhá Chúc anh em mà may mắn là thắng lớn với các uh, win 68 nhá Quả này thì đớp chứ còn gì nữa mà là mình tự tin lắm mà Quả này mình rất tự tin này ạ Mình vẫn nhà cái tiếp nhá Vẫn quất tiếp nhà cái em anh em nào mà chưa tại game thì Linh tài với Linh nhận cốt miễn phí mình ghi mở bên dưới phần nào, mô tả với phần bình luận nhá. Chắc quất quả nhà cái này nữa rồi nghỉ thôi anh em ơi. Rồi tất tài quả này rồi nghỉ nhá. Thắng thua cũng chuồn thôi. Rồi vua chín kìa. Rực rỡ chưa? Bắt cầu ngọt chưa anh em? chắc mình nghỉ thôi anh em ạ. Chốt lại như thế này là quá ngon rồi và vốn 71k bây giờ chốt lái hạ 11 củ 2 quá ngọt ngào nhá Thế cảm ơn anh em đã xem hết video của mình nhá Chào anh em